lên cho em đi, cho chị heo. Chị heo ơi, chị heo. Cảm ơn Kevin, anh chuyện Kevin, cảm ơn anh. Chị heo ơi, kêu Kevin lên cho em, anh kêu chị ơi. Chị tốt kìa. Chị tốt. Cảm ơn thì chay tướng của anh. Không phải show nha bà con ơi, phải show nha. Để cho sụp sụp lên cái. Sao cái dừng lại vậy trời? Sao cái dừng lại chị, đang lên mà, đang sụp sụp lên mà, đang sụp trống lên mà nói gì trời? Họ nghe lời dữ ta, má đúng là thiệt chứ. Đúng là hai người hợp. Chắc là hợp với nhau. Nếu như anh không nghe lời là không có chơi với anh ở đâu. Chị heo không chơi với ai, em không chơi với người đó đó. Nói chung là gì đó. Đợi em tí nha mọi người. Ôi, không kỹ ta. Cãi bà đi. Bây giờ là tiếp đến là sự quay gần này. Beagle giờ nó gắt lắm. Bây giờ gân nhiều quá nó cũng sọc nữa. Nói chung là để gần mà le lưỡi liếm mà quá cũng không được. Ông lãnh xương hả? Lãnh xương ở đây hoài em á. Lãnh xương qua coi mút kẹo hoài hả? Chị heo ơi, chị nói gì vậy? Kêu anh to này đi đúng không? To này đúng không? To này. Con này ơi. Cảm ơn sư phụ nha. Trời ông được đánh. Trời ông được lụm được gì luôn á. Em làm nghề gì mà dâm thế? Trời mới biết hả má? Mới biết hả? Con này ơi. Trời lớn quá là tưởng thôi con nhỏ này bị hấp diêm á gì đó làm gì nó la ghen hoài trời. Thôi làng xóm bên bên kia nữa ta nghe ta nói trời con nhỏ này bị gì trời. Em tự xuống em chưa ghen tới vậy luôn á, thiệt luôn á. Em tự xuống mà em chưa ghen tới vậy luôn á, thiệt luôn á. Nhắn tin rồi mà lấy khẩu trang y tế bịt kín lại cái đầu. Trời nhỏ xíu hà bắt nhạc to lên, bắt nhạc to lên. Thấy không? Bắt nhạc to lên. Chứ sao mà ở trong buồn nhiều khi á ba mẹ nghe ở ngoài đúng không? Ba mẹ đi vô cái ơ nhỏ này làm gì chơi? Nó làm gì chơi? Quê lắm á, không được. Thấy sao? Mình làm và mình phải đầu tư. Ê, kiếm đậu bất chấp là nói sai rồi. Nói sai rồi má ơi. Kiếm đậu bất chấp là tôi xô hàng rồi, đủ buồn má. Chứ không phải ngồi ở đây mà làm chuyện cùi bua kiếm đậu ở đâu nha. Bà đổ cha mày. Lo tu cạt cạt gì đâu á. Bực bội hả? Qua đi với bà giờ hôm nay không được hiền tí luôn á. Mẹ nó. Này ơi. Ê, hay là ba người ta giàu hay là nghèo gì cỡ, người ta đi sinh ra lành lặn tay chân lành lặn lô kê rồi, tao đâu có được lựa chọn số phận của tao đâu, mày xô vô duyên quá vậy mày. Đang lâu bà đổi cha mày. Mẹ mày ra hước gì vậy? Ôi lụm đường đậu à, dễ sợ. Ơi kết nối bị gián đoạn mọi người à, kết nối bị gián đoạn cho nên bây giờ làm lại nha. À, bây giờ là bên nhà gọi là nhà đạo diễn á, họ để cắt phim rồi cho nên là bây giờ phải quay lại. Nó không hợp bây giờ là stop đi rồi xong rồi mình chơi là diễn lại nha, diễn lại. Dạ đưa nhân vật vô. Trời Saka gì Dũng trời ơi là tên mang lì quá ha. Saka Dũng. Ủa ông Tuấn ơi. Ông Tuấn còn đây không? Ờ ông kêu follow ông quên mẹ nó thôi chứ chung mọi người thông cảm nha, thông cảm nha em tại vì em lu bu em tập trung ghen quá rồi không có nhớ, không có đọc bình luận mọi người nên không follow được, mong thông cảm nha. Ừ. Tặng quà rồi mà em không cảm ơn á thì bây giờ em cảm ơn luôn nha, cảm ơn tất cả mọi người nha.